Mình hiện nay là một cái cục hàng được giao từ Shopee, và hôm nay mình sẽ khui cái cục hàng này ra để cho các bạn xem. Thì đây là cái chiếc LG V20 được bán trên Shopee, thì hy vọng là mình khui ra không phải là cục gạch. Ok, rồi tiến hành. Thì cái này là mình đặt một cái LG V20 bản hàng, và có cái bộ nhớ là 64GB cũng như cái dung lượng là 4GB RAM. Rồi khui nha. Không có dao cho nên là lấy cái chìa khóa cùi bắp này làm đỡ. Trời ơi, không có dao, không biết đời nào mới khui xong. À, cũng nhanh nè. Dán quá trời keo. Thì nó nhẹ như thế này chắc cũng không phải là cục gạch đâu ha. Này là bên trong nó bỏ toàn là mút không. Wow. Wow, mình đã khui ra được rồi. Sao mà nhìn nó trắng phiêu ta, hay là toàn là những cái này không? Những cái này thì hồi xưa bà ngoại mình rất là thích bóp những cái này. Đã ló ra được em máy rồi. Thì mình đặt cái máy này là ở cái hình thức là nó không có phụ kiện, không có hộp nha các bạn. Thì mình mua cái giá là 1.598.000, và luôn cái phí ship, thì nó vào khoảng là cái phí ship là trừ mình áp dụng mã giảm giá thì phí ship là còn 13.500 đó. Thì nhìn cũng, đây là cái phiên bản màu bạc. Chắc mình điều chỉnh cái camera cho nó lên một tí nữa để chúng ta dễ nhìn hơn. Hay là nhìn theo hướng này. Để mình điều chỉnh nha. Rồi, đây là cái phiên bản của mình. Cái siêu này chắc do người ta tự dán lên bốc siêu, mặc dù cái máy này đã ra mắt từ năm 2016 rồi. Và đây là cái phiên bản của Hàn Quốc nha các bạn, có cái logo Pinoino. Để mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái thiết bị này. Thì đầu tiên là cái thiết bị này nó sở hữu cái camera kép này, nó dán hay là nó bị chạy vậy ta, hình như là dán đó. Camera kép của cái LG V20 này nó là một cái camera góc rộng 80 pixel với khẩu độ là f/2.4, và bên đây là camera chính với cái độ phân giải là 16 megapixel và khẩu độ là f/1.8.
Còn đây là cái cảm biến màu sắc để chụp ảnh. Và đây là đèn LED hai tông màu. Rồi, đó là cái mặt sau của thiết bị này. Và cái logo của V20 là ở đây. Bên đây là cái cạnh này là phím tăng giảm âm lượng. Khi trên đỉnh máy đây là một cái mic để thu âm và lọc tiếng ồn. Còn đây là một cái gọi là cái cổng hồng ngoại để điều khiển các cái thiết bị ngoại vi như là TV hay là máy, nói chung là những cái thiết bị mà liên quan tới hồng ngoại á. Thì mình rất là thích cái tính năng này. Và hiện nay dường như là từ cái dòng V20 trở xuống thì có, còn từ cái V30 trở lên thì LG đã không còn trang bị cái tính năng này trên các thiết bị của mình nữa. Cũng khá là tiếc, hiện nay Xiaomi và các hãng Trung Quốc thì vẫn đang trang bị cái tính năng này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bóc cái lớp gọi là cái seal à. Thì hy vọng là cái máy này ổn chứ không phải không sao hết. Thì sau khi mình bóc cái seal ra thì ở đây là cái logo của LG. Phía trên đỉnh này là một cái camera. Thì cái camera này là cái camera với độ phân giải là 5 megapixel, nó thấp hơn G5. Và đây là các cái cảm biến, như là cảm biến ánh sáng, cảm biến tiềm cận. Còn đây là phần loa thoại. Thì cái thiết kế của cái LG này nhìn tổng quan á, cái thiết kế của cái thiết bị này nó giống như là cái chiếc BlackBerry Z10. Các bạn nhìn có giống không? Z10, cái thời Z10 mới ra thì thiết bị đó ra cũng lâu rồi. Thì và cái thiết bị này nó có khả năng là mở được nắp lưng ra. Thì bây giờ mình sẽ mở ra, không biết là review xong cái thiết bị này rồi nó có mở nguồn lên bình thường hay không. Thì cái mặt này là bằng nhôm nha các bạn, nhôm. Thì cái phiên bản màu bạc này thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng mà tróc màu. Như cái phiên bản màu đen thì nó hay bị tróc, mình nghĩ vậy. Trên cái iPhone 7 Plus thì tróc rất là ghê. Nhưng mà hy vọng là LG thì không có bị, nhưng mà mình mua màu bạc thì chắc là không bị đâu. Thì đây là cái viên pin của nó là có dung lượng là 3200 mAh. Wow, cái viên pin này đây, cái viên pin này 3200 mAh, các bạn nhìn rõ không? Rồi, hy vọng là pin zin. Mà máy mà pin lô xài rất là chán đời. Thì ở đây chúng ta có một cái bên đây là cái khe sim. Dường như là ở trên nó chồng lên. Bên đây là micro SD nè. Các bạn nhìn nè. Để mình lấy nét nha. Đây. Thì trên đây là cái khe cắm thẻ nhớ microSD, còn đây là cái khe sim. Thì cũng sơ lược về cái thiết bị này thì nó được LG nói là nó có cái tính năng chống sốc của quân đội Mỹ. Và nó được trang bị cái bộ nhớ như lúc nãy mình nói là 64GB. Và nó có cái bộ nhớ 64GB đó thì nó sử dụng cái chuẩn là UFS 2.0. Đó. Để mình bây giờ mình mở nguồn lên nha. Đây là cái phiên bản Hàn Quốc. Thì một số thông tin thì mình được biết là cái phiên bản Hàn sẽ được nâng cấp lên Android 9. Dẹp cái chìa khóa đi. Ồ, đây là tên của nhà mạng. Android đang khởi động và có hệ logo của PNA. Thì cái chiếc điện thoại này nó được trang bị cái Watch Dash DAC. Nó có khả năng nghe nhạc rất là hay, nhưng mà tất nhiên là các bạn phải đi cùng với nó là cái tai nghe của PNA thì nó mới phát huy hết cái khả năng của nó.
Wow, cái màn hình 2K. Cái màn hình này là có kích thước là 5,7 inch với cái độ phân giải 2K. Còn trên đây là cái màn hình phụ. Màn hình phụ này có độ phân giải là 1080, mình nhớ không lầm là 1080 nhân 160, và có kích thước đường chéo này từ đây qua đây nè. Nè, cái màn hình phụ nè, từ đây qua đây. Kích thước đường chéo thì nó vào khoảng là 2,1 inch. Đó. Và nó trên đây nó gồm những cái phím tắt nhanh này đó, bật đèn LED nè, Bluetooth. Đó. Và nó hoạt động như cái start, các cái start trên Windows vậy đó. Ồ, đây nó có cái phần hướng dẫn. Thì mình cũng lưu ý với các bạn là khi mà các bạn mua hàng trên Shopee, đặc biệt là các cái điện thoại cũ này á, thì các bạn phải test thiệt là kỹ và khoan vào nhấn vào cái nút là đã nhận hàng, thì chúng ta test kỹ rồi thì vào khoảng 3 ngày nếu mà thì nó sẽ tự động là nó mới giao cái tiền của mình cho cái shop bán hàng đó. Cho nên là trong vòng 3 ngày đó các bạn phải test thiệt là kỹ về cái thiết bị của mình đang mua. Để mình vào thử cái phần cài đặt coi. Đây, đây là cái phần cài đặt NFC. Đây coi nó đang chạy cái phiên bản hệ điều hành nào. Giới thiệu về điện thoại LG V20. Pin 93%. Thông tin phần mềm Android. Và nó đang chạy cái phiên bản Android 8.0. Thì hầu như các cái LG V20 và LG G5 của thị trường quốc tế là đều cái chạy cái phiên bản đang ở phiên bản Android 8.0 và không được cập nhật lên. Nhưng mà riêng cái phiên bản mà LG V20 của Hàn Quốc thì được cập nhật lên cái phiên bản Android 9.0. Thì để mình sẽ cập nhật lên trên cái lên hệ điều hành Android 9.0 và sẽ có một cái video chi tiết về cái hệ điều hành 9.0 Android 9 này trên cái LG V20. Thì sơ lược cái thiết bị là như vậy thôi. Vâng, đó là LG V20 mua ở Shopee với cái giá là 1.598.000, chưa tính tiền ship nha các bạn. Đó. Và cái chiếc LG V20 này vẫn được trang bị công nghệ sạc nhanh WhatChat 3.0 và cái cổng kết nối USB Type-C tương tự như LG G5. Và mình thích cái thiết kế mà bóc được nắp lưng và thay pin. Và hiện tại đa số các thiết bị đều là có thiết kế nguyên khối, nhưng mà mình riêng mình thì mình thích cái thiết kế dạng như vậy hơn. Thì mình đã có cáp sạc nhanh chính hãng của LG rồi, cho nên là khi mình mua mình không có mua thêm cái phụ kiện nữa. Và một cái số lưu ý cho các bạn là khi các bạn mua máy cũ á, nếu mà các bạn tìm được cái cáp sạc riêng của chính hãng rồi á, thì không nên sử dụng cái cáp sạc mà shop tặng kèm. Thì theo cái kinh nghiệm của mình á, thì shop thường hay tặng kèm những cái cáp sạc không phải là của chính hãng, cho nên là khi sạc nó dễ làm chai pin. Và nói chung là sạc của nó, nếu mà các bạn không có được sạc của LG thì các bạn có thể mua một cục sạc chuẩn sạc nhanh của lại Xiaomi. Của Xiaomi thì khoảng 100 mấy thôi là có thể xài được rồi. Thì cái thiết bị này ngoài cái khả năng mà giải trí, nghe nhạc, xem phim thì cái thiết và camera tốt, thì trên cái thiết bị này còn hỗ trợ là cái thiết bị ghi âm chuẩn HD. Thì để mình sẽ test thử cái khả năng mà để có dịp mình sẽ test thử khả năng mà ghi âm chuẩn HD trên cái LG này, nghe nói là cũng tương đương với cái thiết bị máy ghi âm mà với cái nếu mà một cái giá mà 1.6 triệu bỏ ra cái thiết bị này là hoàn toàn xứng đáng. LG V20 thì trong cái video mình này mình sẽ chia sẻ nhanh như vậy thôi. Thì mình sẽ tiến hành lắp SIM cũng như là thẻ nhớ vào để coi cái thiết bị này sử dụng cái kết nối có bình thường hay không, để mình test để còn biết là nó ổn định hay không nha.
Rồi thì nếu mà cái thiết bị này là ổn định và với cái giá mà 1.500.000, cho là 1.600.000 luôn, 1.598.000 thì hoàn toàn xứng đáng để mua nha các bạn. Thì tại tại sao lại hoàn toàn xứng đáng? Thì riêng về cái khoản mà nghe nhạc thôi là nó đã xứng đáng rồi. Tại vì cái thiết bị này nó được trang bị, như nãy mình đã nói là nó được trang bị cái con chip là Quad DAC, cho nên là cái khả năng xử lý âm thanh và nghe nhạc khi đi kèm với cái tai nghe chất lượng cao thì nó rất là hay, có thể là tương đương với một số cái máy nghe nhạc bằng tiền với nó. Và đặc biệt nữa là cái về cái phần camera sau, có gọi là có những cái điểm tốt hơn cái iPhone 7 Plus của Apple. Thì với cái giá thành là hiện tại iPhone 7 Plus thì hiện tại hình như là gấp mấy lần cái thiết bị này luôn, cho dù nó ra mắt cùng đời. Thì cái máy ảnh trên cái LG G5 này, máy ảnh camera sau này có thể tương đương với lại một số cái máy ảnh compact. Và với cái giá 1.600.000 này thì nếu mà một cái máy ngon lành ổn áp thì với cái giá này hoàn toàn xứng đáng nha các bạn. Thiết kế thì cầm trên tay thì cũng rất là đẹp nha. Thì các bạn nghĩ sao về cái LG G5 này thì hãy để lại các bạn nghĩ sao về cái LG V20 này thì hãy để lại bình luận phía bên dưới video. Ok, hẹn gặp lại.